chi quelli vabbè đây là cái nhiệm vụ vừa trước mắt và lâu dài thì chúng ta cùng nhau làm thay mặt đoàn công tác cảm ơn đồng chí chủ tịch các đồng chí lãnh đạo ở huyện ở xã các thầy các cô chúng ta đã có cái buổi sáng để ngồi với nhau kiểm điểm một cách rất là thẳng thắn nghiêm túc và đưa được những cái giải pháp bây giờ quan trọng nhất là thực hiện và nghiêm túc nữa rất cảm ơn đồng chí còn ngành giáo dục của Hưng Yên thì năm vừa rồi chúng tôi